Xin chào các bạn, chào cô chú và anh chị em. Hôm nay mình đi tham quan một cái cửa hàng bán toàn là đồ để trang trí cho mùa Noel, rất là đẹp luôn, ở vùng Alsace, ở miền đông của nước Pháp. Rất là đẹp luôn các bạn ơi, đẹp từ trong ra bên ngoài. Bonjour, bonjour les amis. Ici c'est une boutique qui vend toutes sortes de décorations de Noël. C'est magnifique de l'extérieur à l'intérieur. Cette boutique est située dans le village de Riquewihr en Alsace. On va voir dans le magasin ici comment c'est beau à l'intérieur. Những chiếc đu quay dễ thương ghê chưa? Cửa hàng này rất là rộng luôn các bạn ơi. Đó, cái tivi thời cổ này, nhưng mà họ trang trí ở bên trong với những cái đồ vật của mùa Noel rất là đẹp luôn. Những hình những cái chú bé này rất là dễ thương. Những thiên thần đó, những thiên thần áo trắng rất là đẹp luôn, với gương mặt rất là hiền dịu. Gương mặt dễ thương chưa? Những cái búp bê nè. C'est joli. Les trois enfants. Le Père Noël. Ông già Noël. Những cái hình thù này nè, mình có thể treo ở trên cây Noel hoặc là trang trí ở trong nhà, rất là đẹp luôn. Những con chim cú rất là dễ thương. Ở đây người ta thích chim cú lắm các bạn, chứ người ta không có sợ giống như người Việt của mình. Con chim cú người ta nói có đôi mắt rất là sáng và đẹp. Père Noël, c'est magnifique. Voilà. Oh là là, c'est magnifique ici. Le manège. Mấy cái đu quay này quá đẹp luôn và quá cao. Mấy cái này là bằng gỗ hết đó các bạn. Tout ça c'est en bois. En bas, on voit le sapin de Noël. Blanc et rose. Magnifique. Wow. On va voir là-bas. Các bạn nhìn thấy nè, cái cây Noel, người ta trang trí cây Noel quá đẹp luôn, màu hồng và màu trắng, cực kỳ đẹp. Khi bước vào đây mình thích thú vô cùng, quá đẹp các bạn ơi. Cái này mấy đứa trẻ nhỏ rất là thích nè, mà không những trẻ nhỏ thích nha, mà người lớn cũng thích nữa. Đó, mình cũng rất là mê mấy cái này lắm nè. Quá đẹp luôn. Đây, mấy cái đồ này trang trí theo từng màu này. Quá đẹp. Ah oui, c'est deux choses.
Mấy chú chim cú này rất là đẹp luôn, lấp lánh kim tuyến. Wow, ở trong khu vực này quá đẹp luôn các bạn ơi. Từ trên trần nhà xuống dưới đất này. Wow, những cái đồ này bằng thủy tinh. Ça c'est en verre. C'est magnifique. Wow. À, trang trí ở cái khu vực này giống như ở trong phim Nữ Hoàng Tuyết ha, rất là đẹp luôn. Ici c'est comme dans le film Reine de Neige. Magnifique. Blanc et bleu. Des flocons. C'est tout en vert. Mấy cái này đều bằng thủy tinh hết. Kể cả ông già Noel cũng bằng thủy tinh luôn. Mấy cái trái này để treo lên trên mấy cái cây Noel nè, cái thông Noel nè, rất là đẹp luôn. Lấp lánh kim tuyến. Những cái áo đầm rất là đẹp luôn. Wow. La robe en vert. C'est brillant. Avec des paillettes. Des chaussures. Chaussures de 100 rayons. Những đôi giày rất là đẹp. Đôi giày của công chúa Lọ Lem. Những cái đôi cánh thiên thần màu trắng đẹp quá. Những cái chiếc giày này quá đẹp luôn. Ôi sao. Cây Noel à, lấp lánh kim tuyến quá đẹp luôn. Những cây đàn, le guitar, magnifique, les chevaux, dòng bán nguyệt này, đẹp đi chưa, ngôi sao, bộ cánh thiên thần này, quá đẹp luôn, magnifique. Còn đây là những mặt hàng rất là tỉ mỉ luôn. Nó nhỏ và nó mỏng manh. Rất là đẹp luôn các bạn ơi. Quá đẹp. Cái này thì bằng sắt, bằng nhôm gì á, chứ không phải bằng thủy tinh. Đó. Rất là đẹp luôn. Rồi bây giờ là mình đi đi ra phía bên ngoài. Cái thông Noel lúc nãy nè. Đó, le sapin de Noël tout à l'heure. Cái này quá đẹp luôn. Khu vực này bằng gỗ. Những cái duvet này bằng gỗ, rất là đẹp luôn. Les manèges. Magnifique. C'est en bois. Il y a plusieurs étages. Magnifique. Ở phía trên có cái cánh quạt. Nó quay quay quay. Còn mấy cái này là hang đá này. Có cái đã sơn màu rồi, còn có cái thì chưa có sơn. Nếu các bạn thích thì mình tự mình chọn màu và sơn lên. Đó. Những cái hang đá rất là đẹp.
những căn nhà nơi mà Chúa Giêsu ra đời nè, rất là đẹp. Đó, mấy cái này là người ta chưa có sơn màu nè. Cái này mình có thể tự sơn màu hoặc là để cái màu tự nhiên như thế này cũng rất là đẹp luôn. Quá đẹp. Magnifique. Những cái căn nhà quá đẹp luôn, những người nông dân đó nhìn rất là đẹp, rất là dễ thương, những người chơi nhạc này, những người nấu ăn. C'est magnifique ici. C'est très beau. Những cái hình thù này ở trong những cái phim hoạt hình này, phim hoạt hình Blanchette. Những thiên thần áo trắng quá đẹp luôn, to to nhỏ nhỏ rất đẹp. Le traîneau, la tête de train. Đó, cái xe của ông già Noel này với mấy con tuần lộc này, đẹp ghê chưa? Rất là dễ thương. Ở đằng kia có cô Blanchette nè, Blanche-Neige, công chúa Bạch Tuyết và bảy chú lùn. Đẹp ghê chưa? Mickey. Ông già Noel ở trên kia. Rất là đẹp luôn. Lapin, le chat, des poupées. Oh, mấy con búp bê này đẹp quá nè, mấy cái gương mặt rất là dễ thương luôn, búp bê bằng vải rất là đẹp luôn. Mấy con thỏ, mấy con thỏ, mấy cái quả trứng nhìn rất là dễ thương. Mấy cái đồng hồ quả lắc nè, à, hay gọi là đồng hồ cúc cu, phải không? Đó. Bằng gỗ, rất là đẹp luôn. Đồng hồ cúc cu. Rất là nhiều, rất là đẹp. Đồng hồ treo tường. Bước vào đây đẹp quá các bạn ơi, không muốn đi ra luôn, quá đẹp luôn. Nhưng mà video thì dài quá rồi, mình xin dừng video lại đây ha. Cảm ơn các bạn đã xem video. Chúc các bạn một ngày thật là vui vẻ và hạnh phúc nha. Xin chào và xin hẹn gặp lại trong video lần sau. Chào chào. Je voudrais arrêter mes vidéos ici.
Merci les amis qui a regardé mes vidéos. Bonne journée à tout le monde. À bientôt. Au revoir.